Giải mã những bí ẩn ly kỳ và thú vị về lễ Giáng sinh và ông già Noel. Nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh hay còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, viết tắt là Noel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo. Vậy thì cho hỏi ở đây có bạn nào theo đạo Thiên Chúa không nhỉ? Và nếu theo đạo Thiên Chúa thì nhà bạn thường làm gì vào ngày này? Và thuở xưa, Cơ Đốc giáo vẫn chưa được công nhận là một tôn giáo hợp pháp, thế nên trong suốt 3 thế kỷ đầu tiên, ngày lễ này không được một giáo phái nào công nhận cả. Và đến năm 312, Hoàng đế La Mã đã bỏ đa thần giáo và theo Cơ Đốc. Ông này đã hủy bỏ cả ngày lễ ăn mừng thần mặt trời và thay vào đó là ngày ăn mừng sinh nhật của Đức Chúa Giê-xu. Đến năm 354, giáo hoàng Liberius công bố ngày 25 tháng 12 là ngày chính thức để cử hành lễ Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu. Mình chỉ lý giải về sự tích ngày lễ này thôi nha. Chứ còn tại sao mà người ta phải kỷ niệm sinh nhật Chúa thì không nói ai cũng biết rồi. Ngài là vị cha là đấng cứu thế của muôn loài, ngoài cứu độ những con chiên lầm lỗi để họ biết sám hối và quay lại với lương tri. Đó, vậy thì đã đủ để những người con của Chúa kỷ niệm ngày sinh của Ngài chưa nhỉ? Nguồn gốc của ông già Noel. Lễ Giáng sinh là để kỷ niệm ngày Chúa ra đời. Vậy thì tại sao lại có một nhân vật được gọi là ông già Noel xuất hiện? Phải chăng ông là hiện thân của một nhân vật nào đấy? Hay phải chăng ông là ai? Ai được nhỉ? Chúng ta, đặc biệt là trẻ em thì đều rất vô cùng quen mắt với hình tượng một ông già mập mạp, phúc hậu trong bộ đồ đỏ hết cả phần thiên hạ luôn, vác trên vai cái bao tải nặng đi phát quà cho các em nhỏ. Và người ta đồn rằng ông sẽ dùng cái thân hình ú ú của mình để chui vào trong ống khói rồi để quà lên đầu giường hoặc bỏ vào tất cho tụi trẻ con. Nhưng tiếc là sống trên đời từng ấy năm đến giờ mà ông già Noel chả chịu chui vào nhà cho mình quà bao giờ cả. Buồn thật đấy. Nhưng mà mình đang thắc mắc nhá, nếu mà nhà mà bằng mái bằng ấy thì ông sẽ trèo vào bằng niềm tin à? Hay là như cái tất nó bé tẹo tẹo teo thì ông bỏ quà vào sao nổi? Khó hiểu nhở? Và cũng chính bởi cái phần quà đó mà nhân vật này dần dần đi sâu vào tiềm thức của người dân, kể cả những người không theo đạo Thiên Chúa. Tốt đẹp là vậy, thế nhưng đã từng có một giai thoại nói rằng ông già Noel cũng có một phiên bản độc ác, đối lập hoàn toàn với dung mạo đẹp lão như mọi người từng nghĩ. Đó là hình tượng con quỷ Krampus. Nghe mà sợ quá các bạn ạ. Mình nhớ thì hình như cũng đã có lần mình thấy một con quỷ này trên một đoạn phim kinh dị Giáng sinh. Eo ơi, nghĩ đã thấy ghê rồi ấy. Thôi thì từ lịch sử xuôi dòng vào hiện tại thôi nào. Coca-Cola và hình tượng ông già Noel. Ở đây có ai đã từng uống Coca-Cola rồi thì mời các bạn comment ngay cái chữ Coca xuống phía bên dưới các bạn nhé. Comment đi, rồi mình sẽ bật mí cho các bạn cái này hay lắm luôn ấy. Trước hết thì ông già Noel không chỉ là hóa thân của một vị thánh trong Cơ Đốc giáo mà ông còn là hình ảnh tượng trưng cho lòng nhân từ, tình yêu thương giữa con người với con người. Và câu chuyện về ông đã nhanh chóng lan truyền và được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt luôn. Nổi tiếng quá, thành ra ông rất chìa đắt sâu. Ban đêm thì làm shipper ship quà trên khắp cái quả đất này. Ban ngày thì lại chả được nghỉ ngơi, đọc thư các em nhỏ gửi đến này rồi lại nhấc mông đi làm KOL, dấn thân vào cái nghề quảng cáo. Ông lại càng hot hit hơn nữa. Từ một ông lão chỉ có những con chiên theo đạo mới biết, giờ đây thì ai cũng biết ông luôn. Và đương nhiên, với cái lịch trình dày đặc như thế thì ông chỉ nhận một show của hãng Coca-Cola thôi nha. Và trong cái quảng cáo này, ông già Noel trên chặng đường phát quà cho các bạn nhỏ. Với cái thân hình ú nu của mình, ông thấm mệt nên đã dừng lại nghỉ chân và thưởng thức một chai Coca-Cola giải khát. Vì là một chiến dịch quảng cáo nên nhờ đó mà hình ảnh ông già Noel tràn ngập các phương tiện truyền thông đại chúng và dần dần trở nên quen thuộc. Khi chiến dịch quảng cáo kết thúc rồi, hình ảnh dễ thương này của ông già Noel vẫn được sử dụng trong rất nhiều hoàn cảnh khác. Và kết quả là ngày nay, trên thế giới thì ai ai cũng biết tới ông già Noel với tạo hình là một ông lão râu trắng, bụng to, mặc đồ màu đỏ và có một điệu cười vô cùng thân thiện. Và cũng do một cái sự trùng hợp hay do một cơ duyên nào đấy mà trang phục của ông già Noel có màu sắc tương ứng với logo của hãng nước giải khát này. Những quái vật trong lễ Giáng sinh. Hờ, chào các cháu. Đố các cháu biết là trong lễ Giáng sinh có bao nhiêu quái vật huyền thoại đây. Cháu nào mà trả lời được trước khi chị đó đây công bố đáp án thì ông phát quà cho nha. 3, 2, 1. Vậy ở đây đã có bạn nào biết đáp án là bao nhiêu chưa nhỉ? Thật ra là có 8 quái vật các bạn nhé. Và bây giờ hãy đi điểm mặt đặt tên xem chúng là ai nhá. Nhất đó là Krampus, con quỷ này đeo trên mình chuỗi chuông cùng bó gậy bạch dương để đánh đòn những đứa trẻ hư. Vậy nên các bạn đừng có mà hư đấy nhá. Thứ hai là cái con mèo Julie, mèo Giáng sinh với cái tên loằng ngoằng như trên á. Và những người lười biếng và không có quần áo mới sẽ bị mèo to lớn xấu xí nấp trong tuyết Giáng sinh để tìm cách ăn thịt. Phù thủy Frau Petra, bà ta là người có quyền ban phát những phần thưởng và cả cái sự trừng phạt trong vòng 12 ngày trong suốt dịp lễ Giáng sinh. Và sự trừng phạt của bà này thì rất chi là kinh các bạn nha. Đó là tách cơ quan nội tạng của họ ra và sau đó thì thay thế chúng bằng rác. Và thứ tư là Belle Snickel,
Vào khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần trước lễ Giáng sinh, Bell Snickel thường xuất hiện trước các ngôi sao và hù dọa trẻ em, đặc biệt là những đứa mà thích đùa nghịch và không nghe lời cha mẹ. Thứ 5 đó là Hans Trapp. Trapp là một người đàn ông giàu có, tham lam và xấu xa, tôn thờ Sa Tăng và bị trục xuất khỏi giáo hội Công giáo. Và thứ 6 là Per Fuita, người hầu của Thánh Nicholas, có nhiệm vụ là phân phát hình phạt cho những đứa trẻ xấu trong ngày Thánh Nicholas. Và thứ 7 là Jules, hay còn được gọi là Jules Vena, là 13 quỷ lùn vùng Iceland với mỗi tên gọi và tính cách riêng biệt. Chúng đã mang quà cho trẻ ngoan nhưng sẽ dữ dằn và đáng sợ với những trẻ hư. Và cuối cùng thứ 8 là Grilla, là nữ yêu có hình dáng khổng lồ, đôi chân của loài hươu, có 15 cái đuôi và những chiếc sừng. Bà ta chuyên bắt cóc, nấu và ăn thịt những đứa trẻ không vâng lời cha mẹ của mình. Đàn tuần lộc và những bí mật có lẽ bạn không hề biết tới. Bận rộn với công việc phát quà đầy mệt mỏi ấy, hẳn các bạn cũng sẽ nghĩ rằng còn lâu ông già Noel mới chịu đi bộ nhở? Không giống như chúng ta, đi ô tô, xe máy hay là tàu hỏa hay là trực thăng hay là máy bay đi chăng nữa, ông già Noel rất là style, rất là chịu chơi, ông rất là chất luôn ấy. Ông đi tuần lộc cơ, vừa không phải lo xăng xe nhá lại còn bay được, muốn dừng chân ở đâu thì dừng. Mà nhá, ông không lái một con đâu chơi, hẳn 9 con nó mới ngầu cơ chứ. Và đoàn tuần lộc của ông Noel gồm có 9 con, với tên gọi lần lượt là Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner và Blitzen, và cái con nổi tiếng nhất là con Rudolph. Những con tuần lộc này có cái tên rất nam tính, cùng với bộ gạc mạnh mẽ xé đôi gió tuyết để lao đi vào đêm Noel. Thế nhưng bạn có biết rằng cũng đều là tuần lộc cái hoặc là đã bị thiến chưa nhỉ? Thật ra nhá, cái bí mật này là mình mới đào được đấy. Mà mọi người vỗ tay một cái chứ nhở? Nhưng mà xin lỗi ông già Noel ạ, cháu là cháu chỉ thích tuần lộc Chopper trong One Piece thôi nhá. Buồn của ông rồi. Giải mã cây thông Noel. Nhắc đến Giáng sinh, người ta nhớ ngay đến cây thông Noel. Giáng sinh nào mà không có cây thông Noel thì còn gì nữa đâu mà khóc với chả sầu. Khoe nhẹ với các bạn là cây thông cao nhất ở Việt Nam chính là cây thông Noel bằng nón lá tại nhà thờ Hà Phát, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đấy nhá. Với cái chiều cao là 35m và được kết từ 2.360 chiếc nón lá. Mời các bạn vỗ tay nhiệt liệt để chúc mừng cho Việt Nam chúng ta có một cái cây thông cao nhất nào. Và còn cái cây thông tự nhiên cao nhất thế giới, đó là cây thông Noel nằm tại trung tâm mua sắm của Northgate, thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ, với chiều cao là 67,36m. Và cây thông đầu tiên trên thế giới được dựng lên bởi Martin Luther, một người sáng lập ra đạo Tin lành. Theo câu chuyện kể lại, vào một đêm đi dạo trong rừng, ông bất chợt ngước lên nhìn bầu trời. Trong cánh rừng đen, những vì sao sáng vằng vặc trên bầu trời như được đính trên đỉnh cây thông, khiến ông đã nảy ra ý muốn mang một cây thông nhỏ về nhà và đặt những ngọn nến lên cành cây để trang trí. Và từ đấy, ý tưởng về việc trang trí cây thông Giáng sinh với đèn, những quả bóng lấp lánh cùng đồ chơi và quan trọng nhất, một ngôi sao đặt trên đỉnh đã ra đời. Vậy nên, ngôi sao trên đỉnh đó ẩn chứa những bí mật gì? Hãy xem tiếp để được thông não cực mạnh các bạn nhé! Ngôi sao Giáng sinh, ngôi sao trên đỉnh cây thông. Một ngôi sao to lớn 5 cánh được treo ở chỗ cao nhất của tháp chuông nhà thờ. Từ đó căng ra 4 phía có nhiều ngôi sao nhỏ, treo đèn lồng và kết hoa rất chìa đẹp mắt luôn. Và ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt. Và tương truyền, vào lúc Chúa vừa chào đời thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ, ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Và từ các vùng phía đông xa xôi, nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới, chắc chắn sẽ gặp phép lạ, gọi là lễ ba vua. Từ đó thì 3 vị tìm theo cái sự hướng dẫn của ánh sáng để đến được thành Bethlehem, nơi Chúa đã ra đời. 3 vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các vật phẩm trầm hương và vàng bạc châu báu. Và ngôi sao đã trở thành biểu tượng ý nghĩa trong mùa Giáng sinh và được treo ở chỗ sang trọng nhất ở các giáo đường, các cơ sở tôn giáo trong đêm Giáng sinh để nhớ đến cái sự tích trên, do ý nghĩa ngôi sao còn tượng trưng cho phép lạ của Thượng Đế nữa. Giải mã bí ẩn vòng lá mùa vọng. Đây chính là vòng lá mùa vọng, thường được đặt trên bàn hay treo lên cao để mọi người trông thấy. Cây xanh thường được trang trí trong các bữa tiệc của dịp đông chí và dấu hiệu của mùa đông sắp kết thúc. Trên vòng lá đặt 4 cây nến, tục lệ này khởi xướng bởi các tín hữu giáo Lutheran vào cái thế kỷ 16 ở Đức để nói lên sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Vòng lá có hình tròn, nói lên tính cách vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận của Thiên Chúa. Màu xanh là nói lên hy vọng của đấng cứu thế sẽ đến cứu con người. 4 cây nến bao gồm 3 cây màu tím, màu của mùa vọng, và cây thứ 4 là màu hồng, chính là màu của Chúa Nhật thứ 3 mùa vọng, hay còn gọi là Chúa Nhật vui mừng. Noel mà còn có cái vòng này treo thì đúng là hết sảy con bà bảy nhé các bạn ơi. Giải mã bí ẩn quà Giáng sinh. Các bạn có thắc mắc giống mình không nhỉ? Tại sao kỷ niệm ngày sinh của Chúa mà mọi người lại đi tặng quà cho nhau? Theo như một vị hiền triết đã từng nói thì những món quà Giáng sinh là biểu lộ tình yêu của mọi người với gia đình và bạn bè.
Đối với một số người, đó là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, và ba vị vua hết thảy người đã dâng lên Chúa những món quà để bày tỏ lòng kính trọng của mình. Khi mà Chúa Giêsu cất tiếng khóc chào đời trong một cái máng cỏ, ba vị vua phương Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của họ. Họ mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng, trầm hương và mộc dược. Vàng thì tượng trưng cho Chúa Giêsu là vua, tức con của Chúa Cha, vua nước trời. Trầm hương tượng trưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và mộc dược biểu hiện hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá, hay nói rõ hơn là sự chịu chết của Chúa Giêsu để cứu rỗi nhân loại. Giáng sinh thì cũng sắp đến rồi, Khả vào đây xin được chúc cho các bạn một ngày lễ thật là ngọt ngào bên người thân yêu, và nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ những chuyến hành trình thú vị của chúng mình các bạn nha.